ແລະອາຈາສະສະປອນເຊີແລະອາຈາສະສະປອນເຊີບາກມົນວ່າໃນສາປີປີថ្ងៃទៀតបងទូចគាត់ទៅព្រះវិហារវិញចឹងបងរត់គាត់សប្រាយ
cái đó mùi rồi ở đây thuộc mùi đồng bong 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 tia tia bong 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 hàng là bấy pri tia môi tia pan nam mà mới ô pri tia môi tia bạc ngay nít thêm nè bà tia quay tia quay chú làm đau ăn mới là một tế bà thay là tập chế hiệu lúc bạc đặc chế thơ phần lai bà nên chạy sponsor bằng mai bằng ôn kia là bài chết kia kia là bài chết kia bán chú quần đảo lết mơ mà lết mơ tới nhở đang lết mơ lết mơ ấy kì tắt đây nè rồi chuyện mấy mới vô bên em á băng khát tình mới đây kia đúng mới băng mưa mà ba cũng mò băng khát mưa mà ngay tập thầy ba em đã ủa là chẳng dẫn đà tập thầy ba em đã mua rồi đại đây nè nên bông mà bông đi hả bông ta cái là nhọp đây nhọp chưa chung mây chung ai không nè tuổi nhóc mà đó, đó. Một tỉnh đó, đó.
khi mòn ngay nhỉ? Ngay nhỉ? Đây gọi xô mà chia tay đâu mà mòn ngay. Tại bạn hấu bếp quá, nhanh không? Nhanh hết rồi. Vâng, lượng tìm muối á? Lượng tìm muối. Dạ. Bọn người lượng tìm muối được không nhỉ? Nó là hút cũng khoái vậy. Bà. Khoái dân tay thay mẹ. Chúng có bay tờ loan đi, ở tờ loan. Đi cả bán, đi cả bán. Kìa đi con đến này. Con ngoan đấy chứ. Ha ha.
Cái nhân vốn con gì cũng quay nó TikTok hay là Facebook nó lô đào không kịp cũng quay nó mà tôi tăng luôn là nó được tăng luôn được 400 của đào bà tăng men đã thế thì ta được 400 của đào luôn ở đây tại dân clock show mới anh muốn từ lô mà ô tô lô mà không gì đâu ពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះស្ដាប់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់ថាមិនមានបំណងអីដើម្បីបង្ហាញការហូបចុកអីពុកម៉ែបងប្អូនស្រុកអមរអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ថាពុកខ្ញុំមកនេះគឺមកជួបគ្នាដោយថាខ្ញុំជម្រាបពីខាងលើអញ្ចឹងដោយថាយ៉ាពេលពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំបន្តទៅខេត្តព្រះវិហារវិញអញ្ចឹងបងគាត់បានទិញជាជួបកណ្ដាលនេះដើម្បីយកមកឲ្យពីទូចហូបចំណូលជា ថ្ងៃនេះនឹងហើយបងទៅបងប្អូនបងប្អូនផងមកគុណត្រាបាទឲ្យរកស៊ីមានបានសុខសบายតែកុំឲ្យមានជំងឺពីពីនអសបាទកម្លាំងរឹងមាំរកស៊ីដាក់អ្នកអូតូបាទមានមួយទៀតក្នុងតុក្នុងតុកូនក្នុងផងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនដែលប៉ះនេះសិនណាបាទ ចឹងរងចាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមកសូមអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ